Chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh nhá. Hôm nay thì có ít đồ chơi mới lên sóng đến các bác luôn. Đây là cửa hàng bên em, gọi là tầm này rất nhiều loa. Một số mặt hàng bên em hết hàng thì trong tuần này là sẽ về đầy đủ hàng để phụ các bác nhé. Vang, mic, đẩy, đủ mã luôn. Rồi, nhưng hôm nay thì sẽ là một sản phẩm hoàn toàn mới, có thể nói là mới tinh luôn. Và đây là một sản phẩm, một chiếc súp kép. Đấy. Đa phần súp kép thì các bác biết ngay rồi đúng không ạ? Nó sẽ không dành cho gia đình nhiều, mà nó dành cho ba này, bắp, lao, sự kiện hoặc là phòng bắc lào quá lớn thì các bác mới dùng súp kép thôi. Và súp kép thì là những cái dòng súp mà công suất lớn rồi đúng không ạ? Nhưng mà đây là một sản phẩm, ngoài công suất lớn ra thì nó là một sản phẩm của một thương hiệu rất nổi tiếng. Đó chính là súp kép của thương hiệu Electrovoy, một thương hiệu âm thanh rất lâu đời đến từ Mỹ các bác nhá. Và em có lên sóng đến các bác một số sản phẩm của EV rồi. Có thể kể đến như những đôi loa Electrovoy EKX12 này, hoặc là một số sản phẩm khác, nhưng mà đa phần là dùng home thôi. Còn đây là một sản phẩm mà phải nói là rất là khủng long. Đấy, bác nào gọi là thích chất âm mạnh mẽ, uy lực và mềm tiếng thì đây sẽ là một sản phẩm các bác không thể bỏ qua được. Đấy, nhưng con này thì mấy hôm trước, mấy hôm sau thì anh vào công trình này lấy về tiện đây thì review luôn đi các bác. Thì đầu tiên đây là một dòng súp kép bát 50 các bác nhớ, có model là Electrovoy TX2181. Đây. Và đập vào mắt chúng ta luôn, đó là dòng chữ đó, rất quyền lực. Đây, Made in Mexico, hàng châu Âu các bác nhá. Mà đồ châu Âu thì không phải nói quá nhiều về cái hình thức rồi đúng không ạ? Rất là đẹp rồi. Con này thì nó được sơn phủ một lớp sơn cát, các bác xem này. Sờ sơn cát nhưng mà sờ nó không hề bị rát tay, nó rất là mát tay. Đấy. Những cái ốc này, đó. Đường nét các bác phải xem, rất đẹp. Rồi. Con này thì đây các bác phải xem này, web của hãng này là electrovoy.com. Tất cả những sản phẩm châu Âu thì nó đều sẽ có thông tin ở trên website chính thức của hãng. Nên là các bác mua hàng mà muốn kiểm tra hàng ấy, thì các bác chỉ cần lên website của hãng này, các bác check phát là ra ngay. Con này là, đây các bác xem là 2 bát 50, 18 inch đi các bác nhá. Rồi, đây là số series này. Với con này thì công suất của nó là 1000W ở 4 ohm và peak của nó lên đến là 4000W đúng không ạ? Và súp kép thì 1000W thì nó cũng không phải là một dòng những cái dòng súp mà có công suất quá lớn. Bởi vì là thường thường ấy mà súp kép mà của Trung Quốc, thương hiệu Trung Quốc đa phần nó khoảng tầm 1600-2000 cơ. Đấy, nhưng con này phải nói là tiếng nó cực kỳ mềm. Nó không quá thiên về áp lực các bác, nhưng mà tiếng rất là mềm. Đây. Và nói qua thì các bác một chút về cái hình thức của con này. Đấy. Đây là những cái tay cầm các bác nhá. Ở hai bên thì nó sẽ có đều có hai tay cầm này và nó sẽ in luôn này, dòng chữ là EV này. Đấy. Làm rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ. Rồi. Đây. Cái này thì em cũng vừa tháo ra để xem là bên trong có cái gì. Đây. Anh vật ngửa xuống đi anh. Đây là cái thành vách của nó này. Con này thì được làm bằng gỗ ép nhiều lớp và thành vách nghe rất là chắc chắn. Gõ thử đi anh. Đấy, bên trong là cái những cái tấm mút tiêu âm. Đây. Nỉ. Đấy, như cái chăn bông vậy. Đây, giấy. Đấy, con này thì nó không sử dụng phân tần các bác nhá. Đây. Dây thẳng ở đây luôn thôi, không dùng phân tần. Đấy, và cái củ bát của nó đâu anh? Tất cả những hàng gì mới về thì em đều phải mở ruột ra để sâu ruột cho các bác xem. Đấy. Đây. nếu như các bác để ý thì là những bên khác mà review sản phẩm này thì họ sẽ không mở ruột. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là đa phần dân Việt Nam thì thích to đúng không ạ? Cứ nhìn củ bát to thì nghĩ nó hay rồi, nhưng mà to chưa chắc hay đấy, bé là chưa chắc không hay các bác nhá. Đây, con này thì nó sử dụng cái củ bát driver, nó cũng gọi là khá là gì nhỉ? Khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Súp 50, kép 50, nhưng mà con này thì chắc là từ 16. Đây các bác xem này, từ 16 này. Ở trên này thì nó sẽ có những cái thông số các bác nhá. Đây, Electrovoy này, 8 ohm này. Đây là EVS 18S, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Đây. Nhìn rất là đẹp. Đây anh cầm lên để các bác xem cái màng. Đây. Chưa. Rồi, nhện này. Keo kiếc nhìn rất là đẹp. Rồi quay cái mặt trước cho em đi. Đây, cái củ bát con này thì đầu tiên là em thấy là cái lòng bát khá là sâu. Đây con này sử dụng là gân vải xếp lớp các bác nhá. Cũng khá là nhẹ thôi. Trọng lượng con này thì chắc rơi khoảng tầm cỡ hơn 40 cân nhỉ, 45 cân thôi. Đấy. Rồi, và đây là một dòng súp mà nó sẽ không quá thiên về cái độ áp lực, nhưng mà nó thiên về cái độ chất ấy, các bác nghe nó sẽ rất là mềm tiếng. Và đặc biệt là không có đuôi, em vừa test rồi.
Bây giờ sẽ cắm lại và test đến các bác nghe thực tế chất âm của dòng này. Và với dòng này thì nó phù hợp nhất là lắp cái gì ạ? Một là có thể sử dụng trong gia đình với những phòng lớn, diện tích khoảng tầm 80m thì các bác mới nên dùng con này. Thứ hai nữa là sử dụng trong phòng trà này, trong lao này, trong những cái bắp này rất là hợp lý. Bởi vì là ở đó thì cũng không cần phải là gain quá lớn mà nó cần sự mềm tiếng, cần độ chất của sản phẩm ấy ạ. Đây. Rồi, giờ sẽ lắp vào test luôn thì các bác nghe thực tế chất âm của dòng súp kép này các bác nhé. Và giá cho một sản phẩm này thì nó sẽ quanh quẩn cỡ khoảng trên dưới là 450 triệu gì đó. Thì giá em sẽ update sau ở trên website của em là sóngamthanh.vn. Đấy, rồi. Bây giờ thì sẽ test ngay đi các bác nghe thực tế chất âm của dòng súp này. Đầu tiên sẽ test vào bản nhạc Deep House các bác nhá. Con súp này hợp nhất với những cái bản Deep House, G-House. Nghe nó feel. Con này công nhận là tiếng xuống rất là sâu các bác nhá. Đây là con súp mà nó đánh trong những cái không gian tầm tầm trung ấy thì nó rất là ok, nhưng mà tầm lớn quá thì tiếng mềm như này nó sẽ không gửi đi xa, đối ngược lại thì nghe nó không bị đanh tiếng và các bác ngồi gần cảm giác nghe nó rất là phê. Đấy. Nói chung đây là một con súp đánh tầm gần tầm trung thôi các bác nhá. Còn đâu nếu mà mang ra sự kiện thì em nghĩ là nó sẽ không hợp. Đấy. Đánh trong phòng thì trong nhà hoặc là đánh lao nó rất là ok. Sẽ test ở bản nhạc nhạc Việt đi để các bác nghe cho nó rõ đi. Các bạn có thể nghe và cảm nhận nhá. Xem là con cốt kia đánh nó bị bật tại đằng sau rồi. Và khuyên các bác luôn là cũng không nên để những cái thiết bị như là vang hay đẩy lên trên những con súp mà cũng rất lớn này các bác nhá. Súp điện thì bật nhỏ nhỏ thì các bác để được, còn để như này nó đánh thời gian sau lung hết cả linh kiện ở bên trong rồi đấy. Rồi và vừa rồi thì vừa giới thiệu đến các bác dòng súp kép Bát 50 đôi của Electrovoice. Và nói luôn thì các bác như này, con này đánh rất mềm tiếng, xuống được rất là sâu,
nghe rất là ok, nó phù hợp với những cái bản nhạc như kiểu là deep house ấy, hoặc là g house, hoặc là những cái bản nhạc DJ kiểu nhẹ nhẹ nhẹ, kiểu phiêu phiêu giống kiểu Tây chơi ấy, tempo nó vừa vừa thôi. Đấy, thì đây cũng không phải là một dòng súp mà khuyên các bác là cũng không nên đánh ngoài trời, bởi vì là ngoài trời thì cần nó áp lực và cần những con súp đanh tiếng hơn để nó gửi đi xa hơn. Con này đánh tầm gần là rất là ok này, nghe rất là phê này. Đấy, thì sản phẩm hiện tại thì cái mức giá em sẽ để liêm yết công khai ở trên trang web của bên em là sóngamthanh.vn các bác nhé. Và phải nói là con này tiếng rất là hay, bảo hành đến các bác 2 năm mà tầm giá thì tất nhiên rồi, liên hệ với Sóng Âm Thanh để có được mức giá tốt nhất dành cho bác nào thích chơi hàng hiệu, hàng chất lượng, được chưa ạ? Rồi, và nếu như các bác mà có nhận xét đánh giá gì về tiếng của cái con súp kép 50EV này, hãy để lại ý kiến của các bác, chúng ta sẽ cùng bàn luận trao đổi với nhau. Và các bác đừng quên là hãy like và đăng kênh của Sóng Âm Thanh để bên em động lực ra nhiều video mới hơn nữa. Rồi, và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip review tiếp theo.